Hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ review cho bạn một đôi giày rất là đặc biệt. Thì nếu như là các bạn đã biết thì mình đã làm YouTube một thời gian khá là lâu rồi và mình đã review khá nhiều các dòng hãng như là Adidas, Nike và Puma. Thì đây là lần đầu tiên mình review một hãng giày rất là nổi tiếng. Mình đã nhận được cực kỳ nhiều những cái comment để mà yêu cầu review về một đôi Vans. Thì ngày hôm nay mình sẽ review đôi Vans này. Đây là đôi Vans Vào SKA2 Deconstruction. Thì trước khi vào video ngày hôm nay thì mình muốn nài nao các bạn rằng là khi mà mình hit được 10.000 subscriber thì mình sẽ có một cuộc giveaway rất là thú vị. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về việc là giveaway thì các bạn có thể đợi đến phần cuối của video ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại về cái đôi Vans này. Vans là một hãng giày cực kỳ nổi tiếng trên thế giới và nó là một dòng giày cực kỳ phổ thông dành cho tất cả mọi người. Thứ nhất là bởi vì là giá nó rất là rẻ, giá nó khoảng độ từ 40 đến 60 đô la. Cái thứ hai là nó có cực kỳ những phiên bản collab khác nhau với tất cả nhiều hãng khác nhau. Và cái thứ ba là nó rất là hay on sale và rất là phù hợp với túi tiền của những học sinh cấp 2 hay cấp 3. Thành ra là nó cực kỳ phổ biến luôn. Thì ngày hôm nay mình review là một đôi giày cực kỳ đặc biệt luôn. Có rất là nhiều các thông tin, nguồn thông tin nói rằng là đây là một đôi giày Vans hợp tác với Off-White. Virgil Abloh, cha đẻ của hãng Off-White đã design ra đôi giày này. Thì các bạn có thể thấy được là đôi giày này có rất là nhiều các điểm tương đồng với cả những cái đôi giày Nike Off-White. Cuối năm 2017 và đầu năm 2018 là một năm cực kỳ thành công của thương hiệu Nike collab với Off-White. Những đôi giày Nike collab với Off-White có giá resale tăng lên chóng. Thì quay trở lại với đôi giày này thì có rất là nhiều nguồn tin nói rằng là Virgil Abloh đã design đôi giày này. Thì có những tin đồn là năm 2013 khi mà Virgil Abloh từng làm việc với hãng Vans thì đã thiết kế ra đôi giày này. Và sau đó thì Virgil Abloh đã có được một lời đề nghị từ Nike hợp tác với cả Off-White để mà tạo ra một bộ sưu tập collaboration giữa Off-White và Nike, Off-White và Converse và Off-White và Jordan. Thì tất nhiên là Virgil Abloh đồng ý và hợp tác với Nike tại vì đấy là một cái sự đề nghị quá là lớn. Và tất nhiên là Virgil Abloh đã từ chối, nói rằng là đã từng hợp tác với Vans hay là đã từng thiết kế ra đôi giày này bởi vì họ đã vướng víu đến cái hợp đồng quảng cáo và các cái thông tin khác liên quan đến Nike. Và tất nhiên những cái thông tin đó đã không được xác nhận. Thực sự thì tất cả chỉ là tin đồn, nhưng mà mình có thể thấy được là rất là nhiều những cái điểm tương đồng ở trên đôi giày này. Thì video ngày hôm nay mình sẽ nói về những điều đó. Đầu tiên là mình sẽ nói về mặt ngoài của đôi giày. Thì đây là mặt ngoài của đôi giày thì nó vẫn có những cái điểm đặc trưng của đôi giày Vans. Nó là cái logo nổi tiếng của Vans chạy dọc ngang theo thân của đôi giày. Và cái điểm mà mình nói nó rất là giống của Off-White chính là cái điểm này. Cái vết thêu của nó rất là lộ liễu, cái vết thêu của nó cực kỳ là giống như là những cái điểm mà mình hay nói ở trên những cái review về những đôi Off-White là nó giống như là một phiên bản chưa hoàn thiện. Thì những cái vết thêu nó rất là thô sơ và nó cố tình để lộ ra những cái điểm được cho là chưa hoàn thiện. Cái điểm thứ hai mà mình muốn nói ở đây chính là cái logo nổi tiếng Off The World của Vans thì được chuyển từ đằng sau. Mọi khi là những cái logo này nó có ở đằng sau thì nó được đưa lên đằng ngang này. Và tiếp theo thì có một cái zip kéo xuống để mà đi được đôi giày vào. Thì cái zip này cũng không có gì đặc biệt so với những đôi skate 2 bình thường, nhưng mà cái điểm đặc biệt chính là dòng chữ là Off The World ở đây được bỏ trong ngoặc kép. Đây là một trong những cái điểm nhấn của những cái đồng giày Off-White như ở đây. Thường thì ở trên những đôi Nike Off-White nào sẽ có chữ như kiểu là shoelace ở đây. Và đây. Và đây nữa. Thì ở đây mình sẽ thấy được cái dòng chữ là Off The World. Thì phải nói là một cái điểm cực kỳ tương đồng. Tiếp theo là những cái chi tiết rất là nhỏ, giống như là cái miếng da còn thừa ở trên này hay là những cái miếng da mà ở đây. Thì họ cố tình họ để lòi ra những cái giống như là chưa hoàn thiện, cái chi tiết rất là nhỏ luôn.
giống như là nó cố tình nó thòi ra hai cái mấu ở trên này hay là cái điểm dưới này. Bình thường thì nó sẽ kết thúc ở đây nhưng mà nó cố tình nó lòi ra một điểm nữa ở đây và những cái vết thêu nữa, nó mang tới cái cảm giác rất là off-white. Tiếp theo là mình mua đến phần dây giày, thì dây giày vẫn là những cái loại dây giày bình thường, rất là cơ bản, nó rất là mỏng. Và ở trên phần lưỡi gà này thì lại là một chi tiết rất là hay nữa. Cái tháp được gắn ở trên này thì nó lại hoàn toàn khác. Cái mặt này thường nó ở trong thì nó được đưa ra ngoài, còn cái mặt này thì bình thường nó nằm ở ngoài thì nó lại được đưa vào trong. Thì ở trước nó sẽ ghi là Vans và World Number One Skateboard Shoe, thì nó khẳng định là Vans là một đôi giày trượt ván số 1 ở trên thế giới. Tiếp theo là phần ở trong. Đúng như là mình đã nói thì đây là một thiết kế đặc trưng trên những đôi Off-White, thì là mặt ngoài và mặt trong là hai điểm hoàn toàn khác nhau. Thì mặt trong nó sẽ không còn cái logo mà được thêu lên nữa, mà nó sẽ là ngược lại, nó chỉ là một cái vết thêu lên thôi. Nó cố tình nó giữ lại những cái gì mà giống như kiểu là phiên bản mà chưa hoàn thiện. Thì phải nói là cái điểm này cực kỳ giống ở trên đôi Nike Off-White Jordan 1 luôn. Ở ngoài là một cái Nike suit được thêu lên, được đính lên ở đây. Thì ở mặt trong, bàn thay vì cái Nike suit thì nó sẽ để nguyên những cái vết thêu mà chưa được gắn lên. Thì ở trong vẫn còn những cái đường chỉ nhưng mà nó chưa được gắn lên. Thì ở đây giống hệt như vậy luôn. Cái thiết kế rất là tương đồng mà mình không biết giải thích ra làm sao. Cái tin đồn này không phải là ngẫu nhiên mà nó có. Cái kỳ Off-White đặc trưng của nó thì nó sẽ có những cái chữ là Off-White, Nike, rồi Jordan này cái kia, những cái thông tin Bremerton, Oregon, USA. Thì Vans sẽ không để như vậy tại vì vướng đến vấn đề là kiện tụng này kia, và họ cũng không muốn là quá lố về cái vấn đề này. Thì họ không để một cái gì lên hết. Và nguyên cả cái phần mặt bên này là một lớp da lộn cực kỳ chất lượng cao luôn. Phải nói là đây là đôi Vans mang lên những cái chất liệu cực kỳ cao cấp bỏ lên đôi Vans này, chứ không như những cái đôi Vans bình thường. Tiếp theo là phần gót, thì là một cái lớp da lộn cực kỳ lớn được phủ lên đây. Cái lớp da lộn rất là đẹp luôn. Và lại một cái chi tiết nữa, đó là cái lớp da lộn này cố tình nó phủ đè lên cái phần gót ở phần midsole luôn. Thì có thể thấy ở đây cái phần mũi giày thì vẫn là một cái lớp da lộn đè lên và đường chỉ thêu màu trắng. Ngoài ra thì mặt ở bên trong của đôi giày là được phủ một lớp da, và da này là da sờ vào khá là mềm và cao cấp. Cái chất liệu da cực kỳ đẹp ở quanh phần cổ chân và chạy dọc đến bên trong của đôi giày luôn. Thì ngoài ra ở đây thì có một cái zip kéo xuống được, thì giống như những cái đôi giày Van 2 khác thôi. Ngoài ra thì cái miếng ở trong của đôi giày này, cái miếng mà được in chữ Van Vol thì cũng là bằng da luôn. Và trên đôi giày này thì được mix khá nhiều cái chất liệu khác nhau luôn. Thứ nhất là canvas, thứ hai là da thường, ở đây là cái logo là bằng da, và thứ hai là da lộn thì được bỏ lên đôi giày này. Ngoài ra thì còn một số cái chất liệu bằng da khác nữa. Trên đôi giày này thì phải nói là một đôi giày được đưa vào là những cái chất liệu vô cùng cao cấp ở trên đôi giày này luôn. Thì phải nói là trong cái bộ sưu tập Deconstructed này thì Vans đã đưa ra 3 đôi giày, đó là đôi màu đen, và một đôi là màu trắng, và một đôi là màu neon. Thì phải nói đây là một đôi mà hot nhất, tại vì nhìn nó classic nhất là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó là một đôi mà có giá trị resale cao nhất. Nó là một đôi giày mà rất là đẹp, thì mình cũng thấy nó rất là ngầu luôn. Ngoài ra thì có một cái chi tiết nhỏ nữa, là một cái chi tiết mà các bạn thường thấy ở hay ở trên những đôi Vans, thì nó được đưa lên ở đây, nó gắn một lớp rất là nhỏ, nó đặt ở trên phần mũi ở bên trong của đôi giày. Và cái phần outsole của đôi giày thì vẫn là cái phần outsole như những đôi Vans khác, nhưng phần đặc biệt ở đây là nó có rất là nhiều cái màu sắc mà đi từ mũi đến gót. Thì ở đây mình có thể thấy đó là 1, 2, 3, 4, 5, có 5 màu khác nhau chạy dọc từ mũi cho tới gót. Thì theo thông tin mình biết thì là đây là 5 màu sắc và 5 cái chất liệu mà có ở trên tất cả những cái đôi Vans mà đã từng sản xuất. Thì đây là một điểm nhấn khá là hay trên đôi giày này. Quay trở lại với cái hộp của đôi giày thì là giống như bao cái hộp Vans khác, bình thường khác thôi. Thì nó có chiếc lọ Off The World và cái skateboard ở đây biểu tượng logo của Vans. Và mặt này thì có rất là nhiều chữ Van rồi các thứ khác. Ở đây thì là thông tin sản phẩm. Thì đôi giày của mình là đôi giày size 8, và đôi giày này thì mình không mua được giày với giá retail, thế nên mình phải mua giá resale ở trên StockX. Thì giá của nó là 99 bảng, thì khoảng là hình như là 150 hay 130 đô la Mỹ gì đó. Hình như 130 đô la Mỹ. Thì đó, đây là tên của sản phẩm. Vậy thôi. Nói về size thì theo cảm nhận của mình thì đôi giày này là đi true to size. Thì mình đeo size bình thường là size 8, thì mình đeo đôi này giày này size 8.
phải nói là tình một đôi giày rất là interesting luôn. Nó mang lại một cái hơi hướng rất là awkward. Thì tất nhiên tất cả nó chỉ là tin đồn thôi, chứ không hề có những cái thông tin nào xác nhận của cả hai hãng, như kiểu là Vans hay là Virgil Abloh khẳng định là đôi giày này là đôi giày awkward collaboration. Nhưng mà rất là nhiều tin đồn với đôi giày này. Khi mà nó release lần đầu tiên thì nó cũng không có một cái schedule nhất định để mà nó release. Nó release random và sau đó thì có một cái schedule. Nhưng mà thực sự thì nó sold out cực kỳ nhanh bởi vì cái độ hype và cái mà người ta tò mò về đôi giày này. Thì cũng có thể là Vans ăn theo Nike Off-White, tại vì năm nay là một năm quá thành công của Nike Off-White, khi mà tất cả những cái sản phẩm của Nike Off-White được sold out lập tức và nó chiếm lĩnh thị trường quá cao luôn. Thì có thể đây là một cái chiêu trò của Van lợi dụng cái đó để mà mang lại những cái chi tiết hơi hướng như vậy. Thì tất cả chỉ là tin đồn thôi, thì mình cũng không biết nói trước điều gì. Nhưng mà phải nói là đôi giày này mang sự ảnh hưởng cực kỳ lớn ở những cái mẫu thiết kế mà collaboration giữa Nike và Off-White, thì mang cái hơi hướng rất là cao. Phải nói là đôi giày này là đôi giày hai, và mình cũng ít, rất là ít khi đeo những đôi giày hai hay là những đôi Van hay là Converse. Thành ra là mình đã đi những đôi giày như là mang độ thoải mái nhiều hơn là những đôi giày này. Thành ra là mình sẽ give away đôi giày này khi mà mình hit được 10.000 subscriber. Thì các bạn nhớ là subscribe channel của mình và đừng quên là follow Instagram của mình và The Hype Store để mà update những cái thông tin về việc là give away đôi giày này. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của ngày hôm nay. Thì nếu các bạn thích video của mình thì nhớ là like and share. Ngoài ra thì đừng quên comment ở dưới giày nào mà các bạn muốn mình review trong tương lai. Vậy thôi. Ok, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.